cách nhanh nhất để xác định mối quan hệ, để đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Tỏ tình. Nói gì thì nói, con gái ai cũng mong được chàng trai mình để ý bộc lộ tình cảm trước đám đông. Đương nhiên không thể thiếu một chút nến và hoa, nhạc và những lời nói ngọt ngào. Nhưng tất cả mọi sự lãng mạn ấy sẽ tiêu thành mây khói chỉ trong tích tắc khi bạn phát hiện ra, sai đối tượng. Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong ác mộng ấy lại vừa mới xảy ra tại Đại học Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Chuyện là có thanh niên nọ cất công mua hoa đẹp rồi chạy đến ký túc xá nữ. Chàng xếp nến thành hình trái tim, đợi cho đông người đến xem để tỏ tình với tuốt bấy lâu. Thả ha ha hay hu hu, dân tình cũng không biết nữa. Và rồi cô bạn xuất hiện, cả hai trao nhau ánh nhìn ngơ ngác. Đương nhiên là ngơ ngác rồi, vì đây đâu phải tuốt của anh chàng. Thì ra, do lúc chuẩn bị tỏ tình, anh chàng có đi hỏi xin số phòng ký túc xá của cô nàng nhưng thông tin ra hơi sai địa chỉ. Thay vì lên đến ký túc xá A thì lại lót đót chạy sang ký túc xá B. Này thì trái tim ngọt ngào với chả lãng mạn, đi tôi hết. Cất công chuẩn bị mà sai người thì cũng như không nhé chàng trai. Xui lại càng xui thêm khi cả hai cô gái, người đáng ra sẽ được tỏ tình với người đã bị tỏ tình nhầm, có cùng họ và tên. Thôi thì chuyện đã lỡ, dân tình chỉ biết chúc chàng trai may mắn lần sau. Hiện tại, câu chuyện vẫn đang quét vòng trên khắp các trang. Nhậm Tịch, tôi thấy tương lai tôi đây rồi. Đi học nhầm phòng miết, đứa bạn học chung 3 năm cấp 3 lúc gặp lại quên tên. Đi nhà thằng A tới nhầm nhà thằng B vì số nhà giống nhau. Thôi sau này em xin không tỏ tình ai hết A. Ngọc Giới, vài tháng sau có bài viết hai người này yêu nhau nè, chứ tôi thấy đây là định mệnh rồi. Dương Lưu Nguyệt, sao chưa xác nhận rõ ràng đã tỏ tình nhỉ? Quá lúng túng và hồi hộp không có thời gian đi xác nhận. Tội cho cô kìa. Trước tôi từng tự hào một mình tôi một tên trong trường nhưng giờ có bé khóa dưới trùng tên rồi. Chẳng dám tự hào khoe khoang tên độc lạ nữa. Bắc Phạm, nắm bắt duyên số đi, tỏ tình rút chắc gì thành công.